Bão Goni đã tàn phá Philippines như thế nào? Bão Goni đổ bộ vào tỉnh đảo Catanduanes của Philippines với sức gió 225 km/h và gió giật 280 km/h vào ngày 1 tháng 11. Sau khi đổ bộ vào Philippines, siêu bão Goni đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, gây ra lũ quét nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Cơn bão mạnh nhất thế giới cho tới thời điểm này đã khiến hàng loạt ngôi nhà tốc mái, giật đứt nhiều đường dây điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 19 đến 31 triệu người. Thống đốc An Francis Bichara chia sẻ với đài DZMM rằng ít nhất 9 người dân ở tỉnh Anbei đã thiệt mạng trong cơn bão, trong đó có một cặp cha con. Theo ông Bichara, lúc bão Goni đổ bộ, dân làng đã sơ tán đến nơi an toàn, song hai người này vẫn ở lại thị trấn Guinobatan, nơi 150 ngôi nhà bị nhấn chìm. Thống đốc Bichara cho biết công tác thông tin liên lạc bị hạn chế, khiến giới chức khó xác định được khả năng người dân còn mắc kẹt trong dòng nước lũ hung hãn. Theo văn phòng bảo vệ dân sự, có 3 người dân đang mất tích ở thị trấn Guinobatan. Ngoài tỉnh Anbei, còn một người khác ở tỉnh Catanduanes cũng thiệt mạng vì bị cây đè lên người. Ricardo Jalat, người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai của chính phủ, lo ngại bão Goni có thể gây thiệt hại lớn. Ở San Francisco, Guinobatan, tỉnh Anbei, ước tính 300 ngôi nhà bị nhấn chìm trong bùn đất và đá từ núi lửa Mayan ngày 1 tháng 11. Sau khi đổ bộ Philippines với sức gió mạnh nhất lên đến 225 km/h, đạt cấp độ siêu bão, Goni suy yếu vài giờ thành bão sau khi quét qua đảo Luzon. Sân bay quốc tế của thủ đô Manila phải tạm đóng cửa trong vòng 24 giờ tính từ ngày 1 tháng 11. Các hãng hàng không đã hủy hàng chục chuyến bay quốc tế vào nội địa. Các tuyến đường sắt, đường biển cũng phải dừng hoạt động. Đường phố tại Malinao, tỉnh Anbei bị nước lũ nhấn chìm sau bão Goni. Một nhà thờ ở thành phố Tobago, tỉnh Anbei bị tốc mái sau khi quét qua Philippines và hạ cấp từ siêu bão xuống bão. Goni dự kiến rời lãnh thổ nước này và hướng ra Biển Đông vào tối 2 tháng 11. Trước đó, cơn bão Molave đổ bộ Philippines đã cướp đi sinh mạng của 22 người ở nước này. Thủ đô Manila đang trưng dụng một cung thể thao để làm nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân. Tại đây, giới chức thành phố cũng phải nỗ lực giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch COVID-19. Philippines đã ghi nhận hơn 383.000 người mắc COVID-19, trở thành quốc gia có số liệu dịch tễ cao thứ hai tại Đông Nam Á. Goni là cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Hơn 1 triệu người dân đã phải sơ tán, trong khi quân đội ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tại Philippines, Goni là cơn bão mạnh nhất kể từ sau siêu bão Haiyan vào năm 2013, từng khiến 7.300 người thiệt mạng và mất tích. Rạng sáng nay mùng 2 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Goni đã vượt qua đất liền Philippines và đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 10 trong năm nay ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Lúc 7 giờ, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 740 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 10. So với 3 giờ trước, bão giảm 1 cấp. Những giờ tới, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h. Cường độ của bão được bảo toàn ở cấp 8 trong suốt thời gian di chuyển trên biển. Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 15-20 km/h. Rạng sáng mùng 3 tháng 11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Sau đó, hình thái này giữ nguyên vận tốc nhưng đổi hướng đi theo hướng Tây. Sáng mùng 4 tháng 11, tâm bão cách đất liền tỉnh Quảng Nam 310 km, cách Quảng Ngãi và Bình Định 240 km, cách Phú Yên 260 km. Sức gió lại mạnh lên cấp 9, giật cấp 12. Ngày và đêm mùng 4 tháng 11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, giảm vận tốc xuống còn 10 km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm bão có thể quét thẳng qua phần đất liền giao giữa Quảng Ngãi và Bình Định sáng mùng 5 tháng 11 với sức gió không đổi. Hoàn lưu bão trải rộng khắp các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão có thể gây một đợt mưa lớn cho miền Trung trong ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 11. Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão Goni ngày và đêm nay mùng 2 tháng 11, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m, biển động.